sau khi báo điện tử Tầm Nhìn có bài phản ánh tình trạng các xe môi trường đổ thải trái phép tại thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội đến các cơ quan chức năng, phóng viên vẫn tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc các xe môi trường lại đang tiếp tục đổ thải trái phép. Địa điểm đổ thải lần này là tại khu vực đê Hữu Hồng, thuộc thôn Sâm Thị, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Trước đó, báo điện tử Tầm Nhìn đã có bài phản ánh tình trạng các xe gắn mác, xe phục vụ vệ sinh môi trường mang rác thải xây dựng từ các công trình dự án lớn đến đổ, đốt và san lấp tại cánh đồng cạnh sông Ngũ huyện Khê thuộc thôn Du Nội, xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Báo đã phản ánh tình trạng trên đến Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Ủy ban nhân dân xã Mai Lâm và phản ánh đồng thời có buổi làm việc với đại diện đội 2 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội. Trao đổi với báo chí, Trung tá Phùng Xuân Khương thuộc đội 2 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội cho biết đã nắm được tình trạng các xe vận chuyển đổ phế thải xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh. Trong đó, cụ thể là ở xã Việt Hùng và xã Vĩnh Ngọc, đội đã kiểm tra và bắt giữ 2 vụ, bàn giao 2 đối tượng đổ thải trái phép cho Ủy ban nhân dân xã xử lý từ cuối năm 2019. Lý giải về tình trạng đổ thải trái phép tràn lan, Trung tá Phùng Xuân Khương cho rằng, đối với hành vi vận chuyển đổ chất thải xây dựng không đúng nơi quy định, thì theo Điều 50 của Nghị định 38 lại đang khuyến khích tái chế sử dụng. Thứ hai là trong Điều 20 của Nghị định 155 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì lại không quy định đối với hành vi vận chuyển đổ chất thải xây dựng trái phép, nên gây khó khăn trong công tác xử lý. Vì sao phòng cảnh sát môi trường đã kiểm tra mà không xử lý luôn trường hợp nào phải bàn giao lại cho địa phương là vì thế? Như vậy, từ cuối năm 2019 đến nay, phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội mới chỉ phát hiện và giao lại cho Ủy ban nhân dân xã xử lý 2 xe môi trường đổ thải trái phép. Chưa rõ 2 xe này đã được xử lý như thế nào, nhưng với thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân xã chỉ dưới 5 triệu đồng, thì thiết nghĩ việc xử lý cũng chẳng đi đến đâu, hiển nhiên là không có tính răn đe và tạo tiền lệ xấu. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh bích Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên, vào những ngày đầu tháng 11 năm 2020, các xe vì môi trường chở rác thải bằng biển số 29C89048, 29C60089, 29C81502, 29H28853 liên tục chở rác thải chạy dọc đê Nguyễn Khoái, Hữu Hồng đến địa phận xã Hồng Vân thì rẽ xuống đê, đổ và san lấp rác thải tại một khu đất thuộc thôn Sâm Thị, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Khu đất này nằm cạnh nhà máy cấp nước của 4 xã Hồng Vân, Vân Tảo, Hà Hồi, Thư Phú. Các loại phế thải xây dựng, rác thải liên tục trút xuống ao để san lấp, gây nguy cơ ô nhiễm tại đây. Điều đáng nói, việc đổ thải diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm nhưng không hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng nào can thiệp. Để có được thông tin chính xác, khách quan, phóng viên đã liên hệ làm việc với Ủy ban nhân dân xã Hồng Vân. Trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Vân cho biết, khu vực đổ thải mà phóng viên phản ánh vốn là ao nuôi cá do xã Hồng Vân cấp phép cho một hộ dân trong xã thuê thầu. Sau một thời gian, hộ này lại cho một người khác thuê lại. Gần đây, hộ dân này đã xin phép xã cải tạo để nuôi vịt và trồng cây. Ủy ban nhân dân xã có đồng ý cho cải tạo nhưng không cho phép đổ thải tại khu vực này. Việc này là hoàn toàn trái phép. Tức là trước đây là thả cá, nhưng sau khi vừa rồi thì cá chết nhiều, bắt đầu là ông xin cải tạo để nuôi vịt, để lắp lại bờ nuôi vịt thôi, trồng cây nuôi vịt. Mà anh cũng nhất trí là vì cho cải tạo nội bộ trong cái đầm thì vẫn cải tạo bình thường, nhưng mà không thể như thế này được. Mới tiếp quản đấy thì ông bảo không nuôi cá mà nuôi vịt. Bọn anh thì nhất trí cho đào cái lạo vét dưới lòng để lắp thành cái đường, chứ không phải để đi thang cái này về. Được là đổ chất thải chứ không phải đổ đất rồi. Thế thì ông ấy cũng cãi là không phải đêm đổ chỗ nào ấy. Thế thì đúng là ghi nhận là đồng chí địa chính lúc này cũng chụp kia, nó không nhiều này đâu, nó ít ít thôi và nó không có xe cộ gì, và đấy không có xe cộ, không có hoạt động gì đây cả, chỉ có một cái đống này. Dù các xe môi trường vẫn đang ngang nhiên vận chuyển đổ phế thải liên tục hàng tháng trời trên địa bàn, nhưng điều lạ là chỉ đến khi báo chí vào cuộc phản ánh thì các vi phạm về đổ thải trái phép mới được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phát hiện. Khi bị phát hiện ở bãi này, các xe môi trường chỉ thản nhiên ung dung chuyển sang đổ thải trái phép ở nơi khác, bất chấp việc hủy hoại môi trường, bất chấp các quy định của pháp luật. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin trong các phóng sự tiếp theo.